Vâng, Thành Trung xin chào tất cả các cô chú anh chị gần xa. Thì sau một lúc ăn cơm trưa thì chỉ các bác thợ chỉ nghỉ ngơi trong vòng có 10 đến 15 phút thôi cô bác anh chị. Thì hiện tại bây giờ là đã đang 12 giờ trưa. Đấy, thì các bác thợ cũng tranh thủ làm để sợ là chiều nó mưa cô chú anh chị. Làm xuyên trưa luôn. Thì Thành Trung cũng quay một chút xíu để đăng clip lên cho cô chú anh chị được biết là các bác thợ nhiệt tình làm với Tam Bảo như thế nào nha cô chú anh chị. Thằng kia là chị Tư vừa ăn cơm xong và đang ngồi rửa bát. Đó. Thì vừa ăn xong cái chưa đầy nửa tiếng đồng hồ rồi cô chú anh chị là đã ra làm rồi. Sao không nghỉ thêm tí nữa làm cho nó khỏe? Hả? Sao không nghỉ thêm tí nữa làm cho nó khỏe? Làm luôn thì nó mới khỏe, nghỉ nó mệt đêm. Mới có 12 giờ trưa là coi như bắt thợ ra làm rồi. Làm vậy á. Nói chung là ông thầu này là ép thợ nhất này. Từ trước này mới có 12 giờ trưa là bắt thợ ra làm rồi. Tôi nói vậy chứ là tranh thủ làm buổi trưa, không có là chiều sợ nó mưa đó cô bác anh chị ạ, chứ không phải là cái như ép thợ đâu. Nói vậy là cái như sau là thợ nhìn thấy coi như mặt thầu là xin việc là ngại này. Thành Trung cũng quay chút xíu rồi Thành Trung vào làm phụ thế, đứng quay không nên mấy bác thợ là cái như nó hết đá rồi đó, là phải đẩy đá ở đâu lút ngoài đường luôn hả? Vâng, thì lúc nãy cái xe đá vừa rồi đó cô chú anh chị là cũng đổ được có nửa cái nền thôi là hết rồi, nên là giờ là phải đẩy đá từ ngoài đường kia vô. Thì đó là thầy Thích Thiên Tấn là coi như cũng đang chở xe rùa từ ngoài đường kia chở vô nha cô chú anh chị. Thì để Thành Trung ra đó, Thành Trung xúc cho thầy đẩy, cũng có là để cho thầy xúc cho Thành Trung đẩy vào nó nhanh. Đài cứng lên luôn. Xúc đài cứng lên luôn. Vâng, xúc lên đi rồi con đẩy vô chứ. Vừa ăn cơm xong xúc thì tức rồi. Quay rồi. Tí rồi đến em quay. Quay. Đây đến là trời xong trong già không bằng áo vô. Đó mình làm lấy đây điểm rồi. Từ rồi. Cô chú thấy chắc không? Đó là ba của thầy đó cô chú anh chị. Thưa cô chú anh chị là vừa ăn cơm no xong đẩy xe rùa cũng hơi nặng rồi. Vậy bây giờ này mình làm là 12 giờ 15 đó cô chú anh chị. Tại vì hôm nay á thợ hồ đó họ đổi bê tông cái này nè. Đổi bê tông nè cô chú anh chị, cho nên là gán làm luôn để trời mưa. Đến cả một ông già cũng đến ra làm phụ đó cô chú anh chị. Chỉ có Minh Tâm là đời sung sướng thôi. Thiệt.
sung sướng lắm. Hết xi măng rồi. Có không? Ok. Chờ Nam. Dạ. Đây cái này là Minh Tâm mới lót đường cho xe đồ nó vô, nó chở bớt vô cô chú anh chị. Thao bớt vô chứ đi sáng giờ nhức giò luôn à. Đây này cô chú anh chị, hành tung đây. Rất là tội nghiệp luôn. YouTuber mà lên cũng phải đi đẩy cát đá xi măng gì làm gáo luôn cô chú anh chị. Tội nghiệp không? Đổi ca không? Hai bao. Hai bao xi măng. 100k. Đổi ca đi. Em chạy vào đây xong rồi. Đến lượt anh. Vâng thưa cô chú anh chị là đẩy hai bao xi măng á là nó cũng hơi nặng. Nên là đây có một nửa thôi, còn phải nhường cho anh Minh Tâm thôi, mỗi người mỗi tí. Nên là chú cũng đẩy hai bao luôn, chú cũng đẩy hai bao luôn à? Hai bao luôn. Ô chà. Đây cô chú anh chị, chú có tuổi rồi nhưng mà cái sức khỏe cũng đang rất khỏe, vẫn đang đẩy được hai bao xi măng. Đấy. Thì thành trung chỉ quay vỏn vẹn là tầm khoảng 10 phút thôi là thành trung đi làm phụ với các anh em thợ. Không có là cứ cầm máy quay vậy là không được. À. Giờ là xúc đá đẩy vô á cô chú anh chị. Vâng, tuy rằng là các anh em thợ hồ cô chú anh chị là làm từ lúc 12 giờ trưa. Sợ là chiều mưa nên là phải làm tranh thủ làm buổi trưa. Nên là thầy rồi anh Minh Tâm và Thành Công và đây là ba của thầy cũng tranh thủ xúc cái đống đá này ở ngoài đường này vô bên trong kia để cho mấy bác thợ để lấy cái để tôn bê tông. Giờ thành trung đẩy xe không có là thầy xúc rồi mình để thầy đẩy thì thầy chửi chết. À, tiếp tục xúc rồi cô chú anh chị. Thành trung là chỉ có nhiệm vụ đẩy thôi. Chú đẩy đường xa đó chú có mỏi cẳng không? Mỏi chứ. Mỏi. Đẩy đẩy lên nha thầy ạ. Ôi trời con không hút được đâu. Chờ thở không nổi rồi hút thuốc lá này là chắc chết. Còn thưa tất cả cô chú anh chị thì sau một thời gian làm buổi trưa thì cái mẻ bê tông này là cái mẻ cuối cùng để đổ cái nền của Tam Bảo là đã xong xuôi hoàn thiện hết cái nền rồi cô chú anh chị. Đó. Rồi cái xe rùa bê tông cuối cùng vô bên trong cái nền là xong.
và là hoàn thành cái nền, hoàn thành cái nền vào thời gian là 1 giờ 40 phút. Đấy. Này là xe cuối cùng nữa. Ở dưới quê anh cũng làm hồ luôn này. Là mà nhờ ở dưới quê là vẫn đi làm nghề chính là làm hồ luôn. Lương ở dưới quê được nhiều không anh? À, nếu như 350, 357 dưới quê là cũng được rồi. Nè, đúng chú. Mình ở đây 400, 450 chi phí đủ thứ hết. Đâu, đâu, đủ lắm.